Ok, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 1 triệu đồng trên một cái trang thương mại điện tử là Chilimail. Cái trang này theo thông tin thì anh mình cũng đã nói là khi đăng ký là nhận được 1 triệu đồng, tuyển 5 ghép là 1 triệu 2 nha tất cả các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn đăng ký nha. Đầu tiên username, các bạn điền username của mình vô nè. Lưu ý anh chị username đặt tên của mình vô diện được chứ. Rồi bắt quạt, xác nhận bắt quạt nha anh chị. Full name, full name là tên của mình. Quỳnh Văn Anh đi. Rồi, đây là ngày tháng năm sinh nha. Ngày em 2 tháng 6. Anh chị sinh tháng mấy thì ghi vô nha. Năm 20, năm 1991. Rồi, số điện thoại, phone number có không đầu luôn anh chị. 032 99 31 577. Rồi ID là số chứng minh nhân dân của mình hoặc số passport anh chị. 352 số chứng minh 0368 73. Rồi no ID. Passport. Này là thời gian kết thúc. Rồi đây thì dòng thứ hai địa chỉ anh chị. Ấp Thạnh Lợi, xã Vinh Trung, Phú An Giang. Rồi city là thành phố sống của mình à. Anh chị sống ở đâu ghi mình Cần Thơ, Cao Bằng, Phú Yên, Bắc Giang. Nên em sống ở An Giang, ghi vô An Giang, em chọn An Giang anh chị. Rồi anh chị sống ở đâu ghi vô. Rồi này giới tính thì em nam là Malay, còn nữ là Phi Mali, em Mali. Rồi bạn nhấp địa chỉ mail vô. Anh Dương Quỳnh năm 1991. Còn hai cái dòng này bắt bo, số bắt bo và ngày bắt bo và phần đây em coi lại cái gì. Đây ba dòng thì dòng đầu thì số chứng minh anh chị ghi số chứng minh đi bắt bo, mình dùng giấy chứng minh nhân dân mình biết được không anh chị. Rồi em dùng giấy chứng minh nhân dân. Còn đây là ngày cấp anh chị, còn đây là ngày hết hạn thời gian trong vòng 15 năm anh chị. Anh chị ghi đại vô ngày cấp như này đi anh chị. Rồi các bạn bấm nút register. Rồi rồi anh chị login vào anh chị. Username. Rồi anh chị login vô nha. Rồi sau khi vô dạo trang nó là cái trang nó giao diện nó là gì anh chị. Username. Đây anh chị lấy cái link ghép mình chia sẻ đường link này để nhận thêm anh chị. Hiện giờ bonus nó chưa có trả quà nè, nó mới có thông báo quá. Update Sara Boy Love. Update download. Cái này nó chưa có trả, nó chưa có phân phối nha tất cả anh chị. Sau khi năng phân phối thì nó sẽ hiện chỗ này cho mình 1 triệu nè slot. Em sẽ chừng nào con này nó có thông báo gì em sẽ cập nhật cái video tiếp theo cho tất cả các anh chị. Giờ anh chị đăng ký cái tài khoản rồi bỏ nó đi.
Đây em sẽ cập nhật thêm thông tin là cái tài khoản nhận 50 cổ phiếu CIA này anh chị nó đã có cập nhật thêm nè. Tin nóng hỏi này, tiền thưởng quảng cáo, giải thích nè, các bạn vào mà tìm hiểu nha các bạn. Rồi bonus thì em nó hiện tại nó chưa có đủ cơ, nó chưa có cần người nữa. Nó còn cần số lượng người tham gia nha anh chị. Thì số lượng cổ phiếu của nó giá là đã tăng rồi nè. Lên 0.11 rồi nè, không có 0.1 rồi. Em khi đăng ký em nhận được $50, em chỉ xịu được 6 người nữa nè. Em đã được 110 đô nè. Là giá trị cổ phiếu của em là được, em được 1.100.000 cổ phiếu nè. Anh chị cái việc copy cái link ghép này em chia sẻ cho bạn bè, mỗi lượt ghép anh chị nhận được 10 đô nha anh chị. Hiện tại giờ con này nó chạy thêm là cho 10 nữa nè. Theo thông tin nó là đầu tháng 6 có thể cúp tiền được anh chị. Thì hiện giờ cái banding của nó là cúp tiền, hiện giờ đang banding nè. Cúp tiền giới thiệu hoa hồng nè. Con này rút tiền vào ngày 5 ngày 1 năm hàng tháng nha các anh chị. Tháng 5 ngày 5 ngày 5 của tháng tiếp theo. Anh chị nào chưa đăng ký thì click phần link em đăng ký cái tài khoản, rồi bao đó em sẽ cập nhật những dự án này nha các anh chị, không cần đầu tư. Đây nè, dành cho mọi người đăng ký, bạn có $1,000,000 mỗi năm, $1,000,000 mỗi năm cho mỗi người không cần đầu tư. $1,000,000. Đây là dự án của tập đoàn CCA, về nó giới thiệu về xe hơi thôi. Em vào đây em tìm hiểu thêm. Đây là tin nóng hỏi nè, đăng ký ngày hôm nay và kiếm được tại lại thời gian. À, mạng em đó nó chậm quá. Nên là tất cả các bạn, quét này nó có thông báo muốn tận dụng cơ hội từ giờ này chỉ trong vòng 18 ngày kể từ khi chương trình ra mắt vào ngày 20 tháng 4 năm 2020, chúng tôi đã có người đăng ký tại hơn 190 trong số 195 quốc gia trên thế giới nữa. Mọi người cứ hỏi hay không, hoàn toàn không có nghi ngờ, nó là thật 100%. Tôi có thể trả bất cứ lúc nào không, nó là hoàn toàn miễn phí, là thế nào hoạt động. Khi số lượng lối sống CIA đã đăng ký lên tới 10 triệu trên toàn thế giới, đối tác của chúng tôi qua một xác minh KYC hoặc khách hàng biết thêm về bạn, đó là một thông tin tiêu chuẩn. Đây thì thông tin các bạn giỏi ha. Nếu mình đăng ký và KYC mình làm đối tác của tập đoàn CCA này nha mọi người, tiền thưởng giới thiệu nè, thông báo trang trọng, lối sống tuyệt vời ha. Cái web này thật gặp là tuyệt vời luôn, nên tất cả anh chị đừng có qua cơ hội này để nhận cổ phiếu. 20 triệu người đầu tiên sẽ nhận được cổ phần tương lai trị giá là $50. Nó cần thứ 20 triệu người đó nghe tất cả các anh em. Đây thì mình vào thông tin đó, mình check thông tin chút cho tất cả anh em coi nè. Liên tải và liên hướng dẫn đăng ký thì em có để dưới phần liên mô tả đó. Chị lúc qua xuống mà tìm hiểu nha. Đây thì đây câu lạc bộ CCA. Chết, thông tin của nó thật là bắt mắt nha anh chị. Nó tập đoàn xe hơi, nó giới thiệu đặng nó cho thuê xe của nó nè, nó quảng bá xe hơi của nó nè.
Vậy video mình kết thúc nha, mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn để lại comment mình, với mình sẽ hỗ trợ các bạn. Thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bây giờ chào tạm biệt tất cả các bạn nha.